với các tỉnh thành duyên hải miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam, kinh tế biển đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế. Để tiếp sức ngư dân vươn khơi, hiện đại hóa hoạt động ngành đánh bắt thủy sản, những năm qua, các địa phương này đã hỗ trợ ngư dân nhiều mặt, tạo cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn người, vừa đảm bảo kinh tế gia đình, an sinh xã hội, vừa từng bước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển của chính phủ. Câu chuyện tại xã Tam Quang, một xã với hơn 70% hộ dân là ngư dân tại tỉnh Quảng Nam. Tàu cá QNA 90442 của ông Đỗ Hữu Hòa đang chuẩn bị cho chuyến đánh bắt cá xa bờ, dự kiến kéo dài 15 ngày. Không chỉ được hỗ trợ vay vốn đóng mới tàu từ năm 2014, đến nay, tàu của ông Hòa cũng như nhiều tàu cá khác ở xã Tam Quang, với mỗi chuyến biển đều nhận thêm tiền hỗ trợ dầu chạy máy của chính quyền. Thì hỗ trợ nhà nước là một chuyến biển đi đúng 15 ngày, đầy đủ tin nhắn gì cho đất liền đoàn hoàng đâu vào đấy thì hỗ trợ một năm được 4 chuyến. Một chuyến thì được 75 triệu, nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước mà bà con bám biển không bỏ. Mà kể cả mở máy giám sát những cái mùa đông mà giá rét rồi bà con những cái chuyến mà đi không kịp, vẫn ra vẫn giữ ngoài đó. Chỉ tính riêng xã Tam Quang, hiện có hơn 1.200 hộ dân theo nghề cá. Còn tính chung cả tỉnh Quảng Nam là 15.000 lao động nghề biển. Ngoài 700 tỷ đồng đã giải ngân cho ngư dân vay vốn theo Nghị định 67 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã cho vay hơn 200 tỷ đồng để ngư dân nâng cấp đóng mới được gần 130 tàu cá công suất lớn. Từ cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, chính sách hỗ trợ vay vốn, kèm với cái nỗ lực của người dân, thì trong thời gian qua, phải nói những năm gần đây thì ngư dân đã thay đổi cái phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ, phương tiện lớn hơn, cho nên cái thu nhập và cái đánh bắt khai thác thủy sản nó đạt hiệu quả cao hơn. Không chỉ các chính sách hỗ trợ trên biển, trên đất liền, công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh đời sống cho người dân vùng biển cũng được đẩy mạnh. Nắm bắt đặc thù mỗi chuyến biển của ngư dân đều dài ngày, các cấp chính quyền xã tích cực đến từng hộ dân nắm bắt tình hình nhân khẩu thay đổi trên địa bàn, cũng như nhắc nhở bà con không vi phạm pháp luật. Khi vào biển thì nắm rõ số lượng con người để tránh những cái tàu phạm có thể là truy nã, đẩy mạnh trong công tác đấu tranh phòng chống các tàu phạm, các loại vi phạm, các hành vi phạm pháp luật, ví dụ như là ma túy, buôn lậu, tàu phạm gian lận thương mại. Mà cách đây là 4-5 năm đây là công an huyện mà về nắm địa bàn của xã Tam Quang ấy, thấy trên địa bàn là an ninh trật tự là rất đồng bộ. Ra là chú đi biển là thấy như đồng trộm biên phòng cảnh sát biển khẽ đội là tôi thấy là rất nhiệt tình với bà con ngư dân. Với những chính sách hỗ trợ cả về kinh tế và an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả, ngư dân Quảng Nam đã có nguồn lực quan trọng để yên tâm bám biển, nâng cao năng lực đánh bắt, ổn định cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế biển.